Sáng sớm ngày 30 tháng 11, ông Hai quê ở Đồng Tháp chạy xe máy chở vợ đi chợ trên quốc lộ 1 hướng từ vòng xoay An Sương về An Lạc. Khi hỏi đến đoạn khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, bị nam thanh niên chạy từ phía sau vọt lên áp sát giật túi sách, bên trong có hai điện thoại và 300.000 đồng rồi tháo chạy. Bị lạc tay lái, hai vợ chồng trượt dài dưới đường bị thương, cả hai được người đi đường đưa vào bệnh viện Quốc Ánh cách đó gần 1 km đại diện bệnh viện cho biết ông hai bị xuất huyết dưới màn cứng sợ não được chuyển lên bệnh viện chợ rẫy người vợ bị gãy xương tay vẫn còn tỉnh táo công an quận bình tân đã khám nghiệm hiện trường lấy lời khai những người liên quan để điều tra